Mến chào quý ông bà cô chú anh chị khán giả nha. Thì hiện tại thì mình đang ở gần nhà của chị Quyền á, nên là hôm nay thì mình chạy ngang đây, nên là mình ghé thăm chị Quyền coi xem chị Quyền có khỏe hay không. Vậy hả? Anh hai phải lúc này khỏe không? Con có hai phải là bạn học của mày á. Vậy hả? Trời ơi, lâu tiền lương. Lâu quá không gặp anh hai phải. Rồi giờ chị có gặp ảnh không? Phải giống như tao phải vậy đó. Đi đám cưới hay đám ma vậy? Dạ đi đám cưới. Đám cưới sao không đi đám cưới thì qua đây chi vậy? Dạ hôm qua thăm chị nè. Không có chuyện gì không? Hỏi thăm coi chị lúc này chị ăn cái trái này ở đâu vậy, chỉ em mua dạ, được không? Ôi ơi, sao nhà còn sáu chị? Có hả? Còn nhiều không? Cũng còn đó. Vậy hả? Cho em một ít em ăn được không? Một ít là làm sao đó, coi có trái nào không, nhặt trái này hả? Vậy hả? Trời ơi. Nhà con sáu chị, con sáu liên xô á. Ừ. Trời ơi, chị ăn u môi mà chị để đóng đóng vậy đó hả? Chị tính đầu em mà con còn sáu. Ừ. Nó trời ơi. Quá trời quá đất ha. Thằng kia thằng mở mấy con hả? À dạ đúng rồi. Chị ơi, cái trái này hồi xưa sao người ta kêu bằng trái u môi vậy chị? Cái trái u môi hồi đó là cái thằng đó ăn trộm. Ừ. Ăn trộm nó cưỡng hiếp bà già ta. Ừ. Rồi nó chèo cái u môi té xuống chết quèo. Chèo cái u môi. Ừ. Té luôn. Ừ. Mấy năm sau nó cũng bị để ra dẫn nhưng mà dọn trái nó vô. À. Rồi nghe nói hai là con ăn cắp bàn khoáng nhà của Sáu Gô. Vậy sao? Vậy sao? Con chân chỗ nhà con cho chắc là à dạ. Để ăn cắp cái cơ sở chuồng bò của ta. Dạ. Chân nuôi á. Dạ, rồi từ đó là có cái tên u môi luôn. Rồi hai đứt á. Anh đó đua bán chuột lại. Dạ. Em về làm ăn phát cho mấy quyền. À. Rồi đi đi. Đi đám cưới đi tao không gặp. Đâu rồi em hỏi coi rồi bây giờ này có bán không? U môi này có bán không? Không có bán. Vậy hả? Cho thôi ha. Không có, ai ăn rồi lấy ăn. À, ai ăn thì ăn thôi. Còn với em à. Dạ, lâu lắm rồi em đâu có ăn trái u môi này đâu. Rồi mấy này người thân gì, có người thân của chị có về thăm chị không chị Quyền? Còn đó, đó đem qua con chó bánh làm phụ. Ừ. Ừ. Chị Quyền ơi. Chị Quyền. Chị Quyền ơi. Chị Quyền. Chị Quyền ơi. Rồi chị, rồi mấy hôm nay người thân của chị có ghé thăm chị không? Người thân chị mà. Ừ. Rồi có về thường thì về đây thăm chị không? Cũng về chứ, tao không tâm quá. À. Rồi chiều chị ăn cơm chưa? Chưa. À hả. Bữa nay chị ăn cơm với món gì chị Quyền? Nãy giống như thằng được. À. Bữa nay bên nhà chị Bích Tư có đám cưới đó, rồi chị có đi đám cưới không? Không, bệnh không có đi. Hả hả? Ừ. Nhà ở đâu rồi? Nhà em đi bán bánh mì gần đây nè. Gần đây chỗ nào? Ở ngoài chỗ cái cầu ở ngoài này nè. Cầu chỗ nào đâu? À, bây giờ ra chợ cái ngang chị biết không? Chân chỗ đá Bắc Hà hả? Dạ, ngay chỗ đá Bắc Hà đó. Con năm nghề hả? Đúng rồi. Tỉnh đầu ai? Tỉnh đầu ai, quen không phải không? Vậy, kêu vợ bằng cậu. Vậy hả? Hiểu. Vậy em kêu bằng chị bằng gì? Kêu bằng gì? Kêu bằng gì hả? Vậy em mốt kêu bằng gì Quyền nha. Ừ. Được không? Trời ơi, Tết nha. Bánh mì đó ông già làm sản xuất công ty lớn á. Dạ. Tết. Tận người bán. Tết năm rồi dì Quyền chưa lì xì cho con nghe dì Quyền. Dì Quyền lì xì cho con ấy. Bây giờ mượn tiền quá nhiều mà trả cho tao chứ đâu mà con thấy lì xì. Dạ, này là bé Trân nè. Thì quý ông bà cô chú anh chị cũng hỏi về bé Trân, cái sức khỏe của Trân rất là nhiều. Nên là hôm nay mình cũng có dịp mình đi ngang đây á, nên là ghé thăm Trân với lại bà cụ với lại là chị Quyền. Trân cho chú hỏi nè, rồi mấy hôm nay rồi con khỏe không? Dạ khỏe rồi. Hôm nay là thấy mặt đồ đẹp quá trời ơi. Rồi chiều có ăn cơm gì chưa? Dạ con chưa có ăn. Chưa dạ, có ăn hả? Bên cô Tư rồi. À ăn bên cô Tư hả? Rồi mẹ con mấy hôm nay cũng nói chuyện như vậy hoài vậy đó hả? Ừ. Dạ. Rồi có chửi bới này kia một người này người kia không? Người ta chọc mới chửi thôi. À người ta chọc mới chửi. Rồi tối mẹ con ngủ ở trong nhà hay là mẹ ngủ ở ngoài võng? Mẹ ngủ ngoài trong nhà. Ừ mẹ ngủ vô con kêu là mẹ ở ngoài võng. À. Rồi rồi mấy hôm nay con có thấy mẹ có ghi cái này cái kia vô cuốn tập thì dở gì nữa không? Dạ không. Ừ. Rồi gần đây con có thấy mẹ có gì bất thường không Trân? Dạ không. Không luôn ha. Ừ. Vậy là mẹ khỏe hơn lúc trước ha. Thấy đỡ hơn rồi. Chú thấy trên người của mẹ có nổi như cái ghẻ lở hồi xưa đó, giờ con thấy giờ còn nhiều không?
về luôn, ô về luôn. Ô về luôn hả? Dạ. Lố lăn không? Có lố lăn ô về không? Nghĩa là hết nguyên toàn bộ cái lưng luôn á. Vậy hả? Dạ. Trời ơi. Nè mọi người, bữa nay này ăn u môi này ngon quá. Cho em trái xin trái u môi được không? Thấy chị ăn ngon quá trời, cho em xin trái được không? Chỗ nào đâu, chỗ nào đi, chỉ em đi lụm đi. Cầu sáu nhà chị đằng sau này hả? Đó hả? Giờ bây giờ còn trái nào không? Bây giờ còn trái nào cho em trái đem về quê được không? Ừ? Còn giờ còn trái nào không? Cho em trái đem về quê được không? Ăn đi. Đó. Nè. Ngưng ăn không mồi đi, ăn nó đi rồi ăn không mồi. Ừ. Ngưng. Ngưng. Thôi bây giờ cậu mồi chút xíu nữa hà, ăn hết đi, ăn hết u mồi đi. Ừ. Trời ơi trời, chỉ ăn u môi nè mọi người ơi. Ăn u môi mà vỏ quá trời vỏ luôn rồi. Hả? Ngon quá trời hả? Đó thì từ khi cắt tóc cho chị Quyền á thì bây giờ mái tóc của chị Quyền là bây giờ đã nhẹ nhõm hơn rất là nhiều rồi. Dạ bà cụ ơi. Bắt đèn rồi mấy chú ơi. Dạ mấy hôm nay bà cụ khỏe không bà cụ? Dạ lúc khỏe lúc mệt. Dạ nay con đi ngang đây á nên là con ghé thăm bà cụ với lại chị Quyền. Cảm ơn cháu Quyền. Dạ lâu gặp đi cứ lại. Dạ lâu quá gặp đi con, gặp con do là dịch bệnh á bà, con không có xuống đây. Dạ giờ cho con hỏi này, giống như là ở đây mình còn người thân đồ nhiều không bà cụ? Thân đây hả? Dạ. Thân thì chỉ bên chồng á, chồng của tao á. Dạ bên chồng ha, rồi anh em của chị Quyền có ở đây không? Anh em không có ở đây. Vậy hả? Anh em cũng là ông nội bà nội nữa đó. Dạ, không giờ bây giờ nè con cho con bà. Dạ. Bà cụ có mấy người con lận? Tao hả? Dạ. Con nhỏ đó rồi chứ thằng nữa à. Dạ, vậy thằng một nữa mà thằng kia nó cũng giờ nó chết rồi. Dạ một anh đã mất rồi, vậy là còn một mình người con ruột là chị Quyền thôi. Còn mình con đó thôi. Dạ rồi ở đây bà con chú bác rồi này kia giống như là bà con giống như là ở bên mình đó còn như là có ai gần đây bên gần mình nhất không? Thì không còn ở đây. Dạ. Có bên là bên chồng á, bên nội, bên nội con gái á. Dạ, bên nội. À. Bên nội thì ấy, nhưng mà bây giờ bên nội còn qua lại không? Có, qua lại. Dạ. Đám cưới con ngoài đó. Dạ, rồi chồng của chị Quyền có thường gì đây không bà cụ? Con đi ngang có ghé hoài không? Dạ, mà chị Quyền có biết đó là chồng mình không? Biết ha. Ừ. Rồi tuy có lúc thì nó hơi riêng chứ chân hồi nó nhớ cho rồi. Nhớ hết trơn ha. Ừ. Dạ, nhớ tại mà nhớ ít thôi hả? Ừ. Nhớ ít là nhớ cái gì ha cho chân? Nhớ nhớ ít đó không có nghĩa là nhớ hết á. Nhớ ít. À, nhớ ít nhưng mà biết đó là chồng mình không? Dạ biết. À. Rồi giống như là con thật sự là con cũng muốn là đưa cho chị Quyền để đi trị bệnh đó. Đi trị bệnh đó nên là con cũng cần có người thân đó bà cô. Ừ. Cần có người thân để mà đưa chị Quyền đi đến bệnh viện để mà coi như là mình khám bệnh, trước mắt là mình khám bệnh thôi. Nhưng mà chưa biết như thế nào, nhưng mà con cũng không biết là bây giờ con liên hệ với ai. Nếu mà con liên hệ với địa phương xã ở đây thì ở địa phương xã người ta cũng liên hệ với gia đình của mình thôi. Đó, nên là bây giờ con hỏi con người thân nào mà giống như là có thể nào mà nhín một chút thời gian để mà đưa cho chị Quyền này đi khám bệnh thì thật sự con với các nhà hảo tâm mừng lắm. Nhưng mà bây giờ thì con không biết ai nên là con cũng hỏi bà cụ coi bây giờ nếu mà ai có thể là đưa chị Quyền đi khám bệnh được hả bà? Bây giờ tao suy nghĩ nát tao không biết nó tính sao. Giờ đưa nó đi thì cũng được nhưng mà đi rồi nó cũng lòng vòng dữ lắm. Không nhưng mà nói chung là bây giờ mình đi khám bệnh trước chứ không phải là nằm viện bà cụ ơi. Trước mắt là mình đi khám bệnh trước. Đi khám bệnh á nhưng mà cũng lòng vòng lắm. Bởi vì con cũng không biết làm sao đây. Bên kia nó đi qua bên nọ, nó chỉ vòng vòng, mình đi vòng vòng á. Là có địa điểm rồi nhưng mà con cần người đi cùng thôi, đi cùng để mà coi như là người thân thôi, người thân của chị Quyền thôi. Hả? Dạ. Vậy nó đi trực tiếp vậy cũng gần mà, cũng vậy cũng mau. Dạ. Ừ.
Thì nhưng mà quan trọng là phải có ai đi cùng với chị Quyền á, nên con không biết là ai. Dạ. Thì giờ mình giờ này thì mình xuống nhà của chị Quyền vào buổi chiều á cả nhà, nên là thời tiết thì cũng trời mưa rồi, trời hơi tối nên là video này có thể là không có được sáng và hơi tối lắm, nên là rất là mong cô chú anh chị khán giả thông cảm nha. Thì mình cũng rất là muốn đưa chị Quyền đi khám bệnh, nhưng mà người thân bây giờ đang sắp xếp cái công việc vẫn chưa có thời gian để mà đi á, do là ai cũng có gia đình, ai cũng có ba mẹ lớn tuổi á cả nhà, nên là chưa có sắp xếp đưa chị Quyền đi được. Còn vấn đề mà liên hệ với địa phương thì được rồi, nhưng mà nhiều khi mình liên hệ với địa phương thì ở địa phương thì cũng sẽ liên hệ với người thân thôi cả nhà ơi, nên là cũng đợi người thân sắp xếp công việc như thế nào rồi khi nào mà rảnh thì mình sẽ đi khám bệnh cho chị Quyền một bữa. Dạ thì nè mọi người xem là chị Quyền hôm nay thì sức khỏe cũng tốt, nhưng mà thấy không ăn uống thì cũng đầy đủ lắm, nên xuống mình thấy ăn u môi ăn nho rồi này kia cũng ok, nhưng mà tóc tai thì gọn gàng chứ không phải là bù xù hồi xưa đó, cắt đầu này kia cũng gọn gàng lắm rồi, không có còn mặc áo màu vàng nữa, hôm nay là chuyển qua màu đỏ hả Trang? Dạ tại cáo của mẹ nó gắt luôn rồi. À gắt luôn rồi hả? Rồi dạ. Con mua cho mẹ áo mới hả? Đâu có đâu, áo cũ nó cho. Áo cũ cho. Rồi giờ chiều nay rồi giống như là ăn bên đám cưới thôi chứ không có nấu cơm ở nhà nha. Dạ. Rồi giờ ba con có về thường thăm con không? Dạ không. Hình như là nghĩ có mấy năm mà cha chưa xuống ta. Mà cho cha hình như 2 năm rồi á. Rồi cha con xuống rồi con biết không? Biết cha không? Dạ biết. Biết ha. Thì nói chung là cũng muốn hỏi thăm sức khỏe của gia đình ha mọi người. Thì mình cũng đợi người thân sắp xếp công việc như thế nào, chứ thật sự mà nói thì cái vấn đề là tiền của các nhà hảo tâm thì mình giữ ở đó hoài thì cũng hơi, mình ngại lắm, mình rất là ngại cái vấn đề là giữ tiền của các nhà hảo tâm mà giữ hoài đó để mà giúp đỡ cho chị Quyền, nhưng mà người thân thì bây giờ chưa có sắp xếp được mà mình giữ hoài nó cũng kỳ đó, nên là cũng hy vọng là người thân sẽ sắp xếp sớm để mà đưa chị Quyền đi khám bệnh. Dạ còn đây là chỗ ngủ của mẹ đây phải không cha? Dạ. Chỗ ngủ của chị Quyền này cả nhà. Buổi tối hôm trước là chị ngủ ở ngoài sân thôi, nhưng mà hôm nay là bắt đầu ngủ ở ngoài, mình thấy là vô trong nhà rồi chứ không còn ngủ ở ngoài nữa. Dạ. Nãy chị Quyền chứ cũng chửi dữ lắm. Rồi đi qua bên cô Tư chơi đi. Dạ. Mọi người xem là chị Quyền cũng ngồi nè. Đó thì cũng hỏi thăm coi như thế nào, cũng cập nhật tình hình về chị Quyền, sức khỏe của gia đình của chị Quyền cho mọi người được biết. Thì khi nào mà người thân sắp xếp được cái công việc thì mình sẽ sắp xếp xuống chở chị Quyền đi khám bệnh, đi đến bệnh viện để mà khám bệnh coi như thế nào, rồi mình sẽ cập nhật liên tục về sức khỏe của chị Quyền ha. Thì cũng mong tất cả các cô chú anh chị khán giả thông cảm về cái số tiền mà gửi về nữa mà giúp đỡ cho chị Quyền á, thì mình vẫn còn giữ ở đây, thì không tại sao mình không có đưa đi chị Quyền được, nhưng mà do là người thân chưa có sắp xếp được, nên là rất là mong mọi người thông cảm nha. Và cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe và đón xem video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.